回来乐透半天，排队半天，开心顷刻即送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不断，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Kết quả thì đến năm nay đã ở trong tay của tôi rồi. Mọi người hồi hộp lắm đúng không? Năm nay thì đấy chính là anh đó. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Mời phát biểu. Cảm ơn vì đã trao cho tôi giải này. Cảm ơn giám chế, biên tập viên, tất cả nhân viên và hậu cần. Cảm ơn cậu, chị hai. Không có hai người thì không có em. Đặc biệt tôi muốn cảm ơn một người. Nếu như không có người này giúp tôi diễn tập, giúp tôi nhập vai, tôi mới lấy được giải này. Và người đó chính là Cắt. Anh làm cái gì vậy hả? Anh tưởng anh nhận giải thật hay sao? Học đòi thêm lời thoại vô làm gì? Anh chỉ là đóng thế thôi mà. Xin lỗi đạo diễn, tôi nhập tâm quá nên nói hơi thừa xíu. Trợ lý. Rồi, tất cả mọi người nghỉ 5 phút, lát nữa làm lại lần nữa. Anh cũng biết mình đang làm cái gì không vậy chứ? Xin lỗi nha. Anh là nhập vai quá rồi đó. Xin lỗi nha, vốn dĩ tôi kêu cô tới đây là muốn giúp bản thân dễ nhập vai hơn. Ai về làm hư chuyện luôn. Tôi không sao đâu, dù gì sau mấy lần theo chân anh làm quần chúng, tôi cũng có chút thích đóng phim vậy rồi. Vậy hay quá rồi. Cho nên là tôi hiểu tại sao lúc nãy anh nhập vai đến như vậy. Người làm diễn viên, ai lại không muốn được lên nhận giải để nhận sự tán thưởng và khẳng định chứ. Cũng may là cô hiểu tôi đó. Mặc dù tôi từng nhận giải vai diễn không dành cho người, nhưng mà tôi rất muốn được nhận giải vai diễn về người đó. Terry, anh làm được rồi. Trang web xem phim mau nhân đề cử anh cho giải Lá Xanh hay nhất nè. Anh có cơ hội lên sân khấu nhận giải rồi. Là thật nè. Tao đạt quá. Ông có một tương lai sáng lạng. Cho dù bắt tôi ăn hết một mảnh đất thì đã sao? Tôi nhất định sẽ ăn. Tê đi, biết diễn lắm đó. Đúng là diễn hay thiệt đó. Nè nè Thế Ri à, tự sướng dài tấm trước đã. Tôi sợ mấy mốt anh làm lơ đó. Em trai tôi là người như vậy hả? Kim Thành An, về chỗ ngồi đừng làm phiền em tôi. Hay là bây giờ mình cùng ly với Terry đi, hy vọng là nhận giải. Mặc dù danh sách đề cử chính thức chưa có, nhưng tôi cũng chúc cho Terry lần góp mặt vào lễ trao giải lần này sẽ đạt được ước nguyện. Cảm ly. Lần này tôi thực sự rất là vui. Lần đầu tiên tranh giành giải vai diễn về người, còn có thể chia sẻ thời khắc quan trọng với những người quan trọng nữa. Đúng là vui quá đi. Lần này Terry được đề cử, công lao của tôi cũng không có nhỏ đâu. Cảm ơn thầy, thầy Căng. Tôi mời thầy một viên. Được. Cậu, giải này cậu giúp em ấy mua hả? Không liên quan tới cậu đâu. Con sẽ đó cũng lấy được giải thất vọng hả? Không chỉ vậy đâu. Lễ trao giải này sẽ được trực tiếp trên mạng đó. Cậu, chị hai, sao mặt hai người kỳ vậy? Mừng cho em đó. Thật ra con có suy nghĩ lễ trao giải đó con đi như thế nào không? Đi như thế nào? Hôm đó cậu không rảnh đưa con đi hả? Vậy thì chắc làm phiền IC rồi. Ý của cậu là nếu như ba thấy em đi lễ trao giải đó, em sẽ ra sao hả? Ông lòng lớn giống không thích anh đóng phim. Em quên mất chuyện đó. Mặc dù quy mô phát sóng trên mạng rất nhỏ thôi, nhưng mà nếu để ông lòng lớn biết được chuyện lớn lắm đó. Vậy phải làm sao đây? Quy định nói rõ, nếu không có mặt sẽ không có giải đâu. Trời ơi, sợ sệt quá làm gì chứ. Terry được đề cử là chuyện vui mà, nên đi mới phải chứ. Terry à, cậu đừng sợ nha. Thầy Căng sẽ ủng hộ mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nha. Dường như cảnh của nhà họ rất khó ngắm đó. Tốt nhất chúng ta đừng xí vào chuyện người ta. Ngoại biết. Họ chỉ là sợ ông Huy biết đó thôi. Nếu như tôi có cách để cho ông Huy, ông ta không biết và không thấy, vậy mọi người sẽ ủng hộ Terry đi dự lễ trao giải có đúng không? Nhờ chú. Có được không đó? Bé bé đâu? Ông Long Lớn. Ở đây nè ông Long Lớn. Trời ơi, tội nghiệp quá. Phạt hết trơn rồi nè. Thì đó. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Trong điện thoại anh nói năng không có rõ ràng, làm cho tôi đang bận cũng phải chạy tới đây đi nè. Mấy ngày trước bé không khỏe, cho nên chúng tôi có đưa nó đi bác sĩ thú y. Kết quả bác sĩ nói là nó có bệnh trầm cảm nhẹ đó. Chó cũng bị trầm cảm hả? Thú nuôi không bị rối loạn tinh thần sao? Thú nuôi cũng có thể vì sự thay đổi hoàn cảnh sống hoặc chịu sự ngược đãi các nhân tố này mà mắc bệnh tâm lý đó. Vậy tức là mấy người ngược đãi nó rồi. Chúng tôi làm sao ngược đãi bé được chứ? Đây là một lý luận thôi mà. Chúng tôi cũng không biết sao bé lại bị bệnh như vậy mà. Đúng đó. Nhưng mà bây giờ chỉ có ông mới có thể giúp được cho nó thôi. Tôi à? Đúng rồi, bác sĩ thú y nói á, bây giờ cách tốt nhất chính là dẫn bé đi du lịch, thư giãn. Nhưng mà ông cũng biết rồi đó, thủ tục xuất nhập cảnh của thú nuôi á phiền phức dữ lắm. Tôi thật sự sợ nó không đợi được đâu. Nhưng mà ông Long lớn, không phải ông có máy bay riêng hay sao? Đúng rồi. Vậy chắc làm thủ tục sẽ đơn giản hơn nhiều rồi. Không biết ông Long lớn có hứng thú đưa bé đi du lịch không ha? Đúng rồi. Có rồi. Vậy mọi người muốn khi nào đi? Hay là thứ sáu tuần sau đi có được không? Cứ vậy mà quyết định đi. Bé yên tâm nha, nhất định tao sẽ cho mày chuyến du lịch vui vẻ và thoải mái. Tới giờ hợp rồi. Tôi phải đi trước đây. Được. Yên tâm nha, mày chờ tao sắp xếp đó hả? Tôi về trước đây. Cảm ơn ông Long lớn. Bye bye. Yên tâm. Tạm biệt. Đúng là người tốt đồng Long lớn à. Ông Quy này á, không biết là nói ổng khờ hay là nghi thơ nữa đây. Nhìn thấy chưa thầy đi, ông ngoại diễn đạt ghê chưa? Suốt giờ chưa đã giải quyết xong ông Long lớn rồi. Cảm ơn thầy Căng, thầy đúng là giỏi quá đi. Lần sau anh có thể đừng ép tụi này cùng với anh đi gạt ông Long lớn ba của anh được không? Đúng đó, nếu để ông ta biết chúng tôi gạt ổng, chắc chắn sẽ mất việc luôn đó nghe. Cho dù ông ta biết bé đúng là không có sao, anh không tin ông ta sẽ đuổi hết mọi người đâu. Phải đó, hơn nữa ông Long lớn cũng muốn được chăm sóc bé lâu rồi. Lần này có thể đi du lịch chung với nó chắc không sao đâu. Phải. Bây giờ sự việc được giải quyết rồi. Vậy lễ trao giải tối thứ sáu, anh cho Teddy đi là được rồi, hả? Không có phiền phức gì thì xong thôi. Cảm ơn thầy Căng. Nhờ có thầy tôi mới dự lễ trao giải được. Nếu như tôi được lên bục nhận giải, tôi nhất định sẽ ở trên bục cảm ơn thầy thêm một lần. Được đó. Ủng hộ đội trưởng, câu có chết cũng không nói của anh ta thật là hay. Chúng tôi tin đội trưởng có giải. Đội trưởng không có giải tôi bỏ xem. Làm diễn viên cũng nhiều năm rồi, đã tới lúc được giải. Xem ra cơ hội Teddy lên bục cảm ơn mình là rất lớn rồi đó. Mọi người đều ở đây hả? Anh cười vui như vậy, xem ra anh có tự tin lắm đó. Đệ tử của tôi diễn vai đội trưởng này á, nó diễn đạt lắm đó. Tôi rất có tự tin lần này cô ta sẽ ẩm được giải. Đệ tử? Phải. Chú Căng, chú đang nói cái gì vậy? Ủa, không phải mọi người đang nói tới việc Teddy được đề cử giải lá xanh hay sao? Chúng tôi nói về giải thưởng này, nhưng mà là nói anh đó. Phải đó. Tôi hả? Tại sao ông trời lại đối xử với nhà Tào chúng tôi như vậy hả? Tôi thật là hậu đậu. Danh sách đề cử hoàn chỉnh tôi còn chưa xem kỹ. Bản thân tôi được đề cử mà tôi không biết nữa. Bây giờ biết là được rồi. Đội trưởng là đệ tử của anh hả? Hả? Vậy thì có cái nhìn khác rồi. Nói vậy là có ý gì? Đệ tử của anh nhận được sự ủng hộ cao hơn anh, làm sư phụ mà thua đệ tử á, sau này anh làm sao đứng vững trong nghề được? Người đoạt giải lá xanh năm nay chính là Long Lực Dương. Cảm ơn. Tôi xin cảm ơn thầy Căng. Nếu như không có người thầy tốt như thầy Căng thì tôi không thể nào đoạt được giải này. Không ngờ chú Căng lại thua đệ tử của mình ha. Không ngờ diễn xuất ông ta còn tệ hơn đệ tử nữa. Nếu như anh Triều không phải là con rể tương lai của ông ta, trời, làm gì có người tìm ông ta đóng phim chứ. Ủa chú Căng, cơn gió nào mang chú tới đây vậy? Hôm nay mời tôi tới để làm khách mời cao thủ võ lâm. Chúng tôi sửa lại cảnh phim hết rồi, tìm được một người tốt hơn chú để làm. Thế chỗ tôi hả? Người đó anh cũng biết đó, anh nhìn đi. Terry, anh nói Terry tốt hơn tôi. Nó đóng phim được cũng là nhờ tôi dạy cho nó đó. Thôi, chúng tôi đã sửa kịch bản hết rồi. Quyết định võ lâm cao thủ này là một thanh niên trẻ tuổi. Nhưng mà Terry cậu ta đâu có biết đánh võ đâu chứ. Cậu... tôi vốn là cố vấn võ thuật à, vậy ở lại chỉ dẫn cho Terry cũng đúng thôi, có phải vậy không hả? Cố vấn ơi. Tào Tổng, anh Triều, chào mọi người. Tử Hiếu. Chú Căng à, cái này gọi là giai đệ tử giỏi thì không cần sư phụ. Diễn xuất của anh không bằng Terry, công phu thì lại dưới cờ của Hiếu. Cho nên chúng tôi tìm cậu ấy thay thế anh cũng hợp tình hợp lý thôi. Sư phụ à, đi về đi.
Vậy đồ giỏi đồ giỏi. Thế tử nào cũng giỏi hơn ông rồi. Vậy đi em thấy vậy rồi. Tê đi với Tử Hiếu đều rất ngoan, chắc sẽ không đối xử với mình như vậy đâu. Thầy Căn. Hả? Ở Terry. Thầy ở đây thì hay quá rồi. Chúng tôi mới biết chú có phần tranh giải lá xanh hay nhất đó. Chúc mừng chú nha. Giống vậy tôi đã nghĩ tôi sẽ có cơ hội thắng giải. Nhưng bây giờ có thầy Căn thì kết quả đã rõ rồi. Sao có thể được? Ở trên mạng cậu nhận được ủng hộ cao nhất mà. Thật hả? Thật ra con người tôi rất rộng lượng. Terry à, có khi nào từ đầu cậu đã biết cậu là giỏi hơn tôi, cậu xứng đáng nhận giải hơn không vậy? Làm sao được chứ, diễn xuất của thầy Căn cao hơn tôi vài bậc lận. Mỗi lần diễn tập với Terry, anh ấy cũng đều nói với tôi thầy Căn đã dạy anh ấy những gì, anh ấy thật sự rất kính trọng chú. Vậy cho nên á, giải thưởng này là tôi lấy hay là thầy Căn lấy tôi cũng đều rất vui mừng. Thật vậy hả? Coi như cậu trả lời thành khẩn. Xem ra là mình đa nghi quá rồi. Alo. Xin lỗi nha, thời gian đó tôi đang đóng phim rồi không thể nhận lời được nữa. Còn nữa nghe, thật ra tôi đã tăng mức cachet lên. Nếu như lần sau cô còn dùng cachet cũ mời tôi á, có thể tôi sẽ suy nghĩ thêm. Cảm ơn nhiều. Cậu tăng mức cachet hả? Phải đó, sau khi Terry nhận được đề cử đã tăng mức cachet rồi. Là cậu dạy cho tôi đó. Cậu nói những diễn viên có được chút thành tích giống như tôi á thì phải nâng giá trị của mình lên, nếu không thì người ta sẽ không coi trọng mình. Vì vậy tôi mới tăng thêm chút cachet đó. Nếu như sau này nhận được giải có tăng giá gấp 10 lần đó. Nè Terry, của anh nè. Cảm ơn. Thầy Căn, vậy chúng tôi đi diễn tập nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mặc dù là Terry nó không phải đứa ăn cháo đa bát, nhưng nó vừa nhận giải vừa tăng cachet vậy, vậy chẳng phải là làm khó mình sao? Bé đúng là tội nghiệp. Vậy là không được với ông lông lớn ngồi máy bay riêng để đi chơi rồi. Con quan sát cho tốt có được không? Tính như thế nào thì Bé cũng không tội bằng Terry. Vào ngày diễn ra lễ trao giải, bị ông lông lớn bắt đi với ông ấy đi gặp khách hàng đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Không biết nữa. Chiều nay tôi vô ở công ty nghe được tin tức này cũng rất kinh ngạc đó. Ủa Huy. Ủa Căn, anh cũng ở đây à? Có gì tìm tôi hay sao? Tôi có tin xấu muốn nói cho anh biết đó. Ủa Bé không đi du lịch chung với anh được. Tại sao chứ? Bởi vì tôi đưa nó đi tái khám, bác sĩ thú y nói là bây giờ nó thích hợp nhất là ở nhà nuôi dưỡng tốt tâm trạng của nó. Nếu khờ khờ đưa nó đi chỗ lạ thì sợ rằng sẽ có tác dụng ngược lại đó. Ê, sao bác sĩ thú y lúc này lúc nọ vậy? Sao tôi biết chứ, anh ta là bác sĩ, tôi không phải, chỉ nghe anh ta nói thôi. Alo IC, giúp tôi hủy ngày phép trước đó của tôi, sắp xếp lại cuộc họp ban đầu với bên Macau. Còn nữa, gọi cho lực sĩ coi nó có kịp bay tới đó họp với tôi hay không. Anh có cuộc họp phải đi họp hả? Đúng rồi. Vốn dĩ đối phương muốn gặp tôi với thằng con trai. Lực sĩ biết tôi nghỉ phép đã bay đi Cáp Nhĩ Tân gặp khách hàng, không biết nó có về kịp không. Anh còn Terry nữa mà. Terry à? Vậy Terry không được đi dự lễ trao giải rồi, không có cơ hội đích thân đi nhận giải vai diễn về người đầu tiên trong sự nghiệp của anh ta nữa đó. Nhưng mà ông lông lớn thay đổi ý định đột xuất vậy, không biết có phải đằng sau có người sử dụng chiêu trò không? Làm gì có mấy ai làm chuyện ác độc tới như vậy chứ. Thì đó. Nếu có thì chắc chắn người đó uống nước sẽ bị sặc. Không sao chứ. Ông ngoại, có sao vậy không? Phải đó anh hai. Sao cả buổi anh im lặng không nói gì hết trơn vậy? Anh thấy thương cho Terry thôi. Ba đừng vậy mà. Terry không có cơ hội đi nhận giải thôi, ba có mà. Ba, hả? Ba được đi dự, Terry sẽ thấy rất vui. Phải rồi. Mấy đứa có biết Terry sau khi biết mình không được đi dự lễ trao giải có xảy ra chuyện gì hay không vậy? Không biết nữa, nguyên buổi chiều không thấy người đâu, cũng không biết chạy đi đâu. Nếu đổi lại là con hơi chắc chắn sẽ rất đau khổ. Nếu ba muốn tìm Terry, con nghe Thanh nói ngày mai cô ấy với Terry phải quay bộ cảnh phim, ba có thể đi phim trường tìm anh ta. Bây giờ làm sao vậy hả? Hai người này ở đây làm cái gì đây? Tiết mục của tôi bị họ làm hư hết rồi nè. Xin lỗi. Hai người đơn giản một chút thì được rồi, biết không? Biết rồi, xin lỗi nha đạo diễn, tôi biết lỗi rồi. Gia gì cũng được hết, anh cho chúng tôi ở lại đây là được rồi. Thì đó đạo diễn, dù gì họ cũng đã tới đây rồi. Hai người đó, đừng có làm thấy thân nữa, qua kia làm khán giả đi. Chắc là cậu ta không được đi dự lễ trao giải cho nên mới như người không hồn, rồi làm sai việc bị đạo diễn chửi.
Ôi trời, tất cả tại mình làm hại cậu ấy rồi. Ủa, thầy Căng, sao thầy lại ở đây vậy? Tôi sợ cậu không vui, nghĩ bậy bạ, cho nên mới tới đây để thăm cậu đó. Thầy đã biết việc tôi phải đi họp với ba, không thể dự lễ trao giải hả? Có phải tại vì như vậy nên cậu không vui, làm sai việc bị đạo diễn la không? Đạo diễn la tôi là tại vì lần trước tôi phải quay lại quá nhiều, làm cho tổ phim phải quay bù, chứ không liên quan tới vụ đề cử đâu. Cậu không có buồn sao? Cũng có chút đó. Nhưng mà tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, giải thưởng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Quan trọng nhất là tôi có thể tiếp tục đóng phim, có thể đem về niềm vui cho khán giả là mãn nguyện rồi. Tất cả chuẩn bị. Tôi đi làm trước đây, nói chuyện sau nha. Bye bye chú Căng. Chuẩn bị action. Kết quả thì đấy, năm nay đã có trên tay tôi rồi. Có phải mọi người đang rất nôn nóng không? Thì đấy năm nay chính là anh Thông. Chúc mừng anh. Ông Kinh máy quay không quay cậu ấy. Cậu ấy vẫn rất cố gắng, mặc dù cách cậu ấy diễn đạt còn hơi cứng nhắc. Sự chuyển tiếp giữa không cam tâm và làm bộ rộng lượng không có được tự nhiên. Nhưng mà làm mình thấy cảm động lắm. Đây chính là diễn viên chuyên nghiệp rồi. Điều Terry hưởng thụ chính là diễn xuất, không phải hư danh và cá xê. Mình đúng là không xứng danh sư phụ. Vào ngày diễn ra lễ trao giải. Sắp tới giờ rồi, phải làm sao đây? Cứu tù với, cứu tù với, cứu tù với. Cứu tù. Anh thầy Căng, anh thầy sao vậy? Căng là anh có sao không vậy? Tôi tính đi giao hàng. Và tôi không để ý dưới đất có vũng nước, trượt cho một phát té đầu điên à. Bây giờ tôi làm cho cậu sống bị thương rồi. Như vậy là nghiêm trọng lắm đó. Hay là chúng tôi đưa thầy đi bệnh viện nha. Con điên hả? Bây giờ chúng ta tới giờ lên máy bay rồi. Để tôi gọi bảo vệ tới giúp anh cho. Đừng. Tại sao nữa? Thì thật ra con người tôi rất sợ đi với người lạ. Lên xe cứu thương đó, tôi biết cuộc họp đó rất quan trọng với anh. Hay là anh để Terry ở đây với tôi có được không? Vậy à? Thầy Căng. Thôi, Terry, con đưa anh Căng đi bệnh viện. Bà tự đi sân bay. Sau này nhớ cẩn thận đó. Nè thầy Căng, tại sao thầy lại... Tôi làm bộ thôi. Nếu như không làm như vậy, làm sao dụ được ba cậu tự đi chứ? Để hai chúng ta đi dự lễ trao giải đây. Hả? Thầy là bộ té để đi dự lễ trao giải với tôi. Tại sao thầy phải làm vậy? Bởi vì cậu là diễn viên tốt, cậu xứng đáng có được cơ hội tranh giải công bằng. Giải thưởng này chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Cho dù cậu có thắng tôi cũng sẽ tự hào vì cậu. Được, vậy chúng ta cùng đi dự lễ trao giải đi. Không cần nhiều đâu. Tối hôm qua cô đúng là đi dự buổi lễ trao giải hả? Bà của con có biết không? Cả buổi không thấy ba nói gì, chắc là ba không biết đâu. Thuận lợi như vậy sao chứ? Ê, Daddy, ba. Anh Quy. Terry, bây giờ em nổi tiếng như vậy hả? Hôm qua chị nhìn thấy em trên truyền hình đó. Đúng rồi đó em trai. Thì ra trước giờ em vẫn lén lút đi đóng phim sao? Khỏi cần suyệt nữa mà. Nó còn được đề cử tranh giải với chú Căng nữa. Em đúng là giỏi lắm đó. Mặc dù hai người đều đã thua, nhưng mà cái mặt đẹp trai của con hôm qua chị có chụp lại rồi. Anh Quy nè, anh nhìn coi giỏi ghê chưa. Ba, thật ra là con... Lực sĩ, tại sao con đi cáp Nhi Tân Hợp lâu tới vậy? Cho ba lời giải thích đi. Ba nói cái gì vậy? Ba cho người điều tra. Con lấy lúc kêu thêm Cầm và Jenny tới đó, dùng tiền của công ty đi ăn chơi. Con cũng giỏi lắm rồi đó. Ba, không phải chúng ta đang nói Terry sao? Đúng đó anh Quy, chuyện nào ra chuyện đó mà. Tôi muốn nói chuyện nào trước? Có phải cũng cần xin phép với người hay không bà, hả? Bà đừng có giận mà. Bà muốn nói chuyện nào thì nói chuyện đó đi, để chúng con giải thích cho. Hào ơi, dạ? Cậu về trước đi, mai vô sớm ha. Được. Anh hai, con ngựa của anh đúng là càng ngày càng khó nắm bắt đó. Em lại muốn nói gì nữa đây? Nói cái gì chứ? Trước đó thì anh thả đám nhân viên về ăn mừng sinh nhật cho Liên. Lần này Terry giấu anh đi dự lễ trao giải, anh cũng không có la nó. Không phải thế giới thay đổi rồi sao? Anh không muốn Terry đi đóng phim một chút nào. Vậy sao anh không nói nó? Nhìn cái bản mặt của anh kìa, cứ như táo bón vậy đó. Sao nó mình đi đủ thứ nơi, gặp đủ thứ người, giờ còn nôn hơn cả đệ tử nữa. May mà anh không có thua cho đệ tử đâu. Nếu không thì mặt mũi biết để ở đâu. Thì đó. Đang xem cái gì đó? Vui quá vậy, ông Long lớn. Anh kêu ông tới đó hả? Không phải anh báo nói anh đi Macau gặp khách hàng không tới được sao? Tôi vào tới là ngưng hết vậy. Còn anh nữa,
Hôm đó không phải anh bị té sấp mặt hay sao? Bây giờ không sao rồi hả? Có phải có gì giấu tôi không? Mở báo, anh nói. Chú Căng à, xin lỗi nghe. Khoan đã. Tôi biết bây giờ nói cái gì anh cũng không có tin tôi. Nhưng mà trước khi anh lật bàn á, coi cho hết đoạn phim này trước ha. Bây giờ tới lúc trao giải lá xanh hay nhất. Đối với anh mà nói, như thế nào mới gọi là lá xanh hay nhất? Tôi dùng sự nghiệp diễn xuất cả đời của tôi để trả lời câu hỏi của cô. Chạy phim. Nè, tất cả vai diễn trên đây á đều do Long Lượng Dương đảm nhận đó. Là một lá xanh chính là phải không màng tới vai diễn lớn hay nhỏ, không ngại hy sinh, làm cho thật tốt tác phẩm ra đời, chỉ mong nhận được tràng vỗ tay của khán giả. Như thế chính là lá xanh đó. Nè mấy đại ca, người ta kiên trì như vậy xứng đáng cho một tràng pháo tay cho người ta đi chứ. Nè chàng trai, tôi tặng cậu. Phải, Terry giấu anh đi đóng phim là cậu ấy làm không đúng. Nhưng mà cậu ấy thích đóng phim là thật đó. Hơn nữa cậu ấy rất là có nghị lực, chưa bao giờ bỏ cuộc. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội nhận được sự khẳng định nho nhỏ. Hơi thay vì trách mắng nó, tại sao lại không chịu thay đổi, chuyển sang ủng hộ nó đi chứ. Hồi trẻ anh thích làm ban nhạc, nhưng khi anh biết anh không bao giờ trở thành tay guitar giỏi nhất, hơn nữa không có ích cho tiền đồ, anh đã từ bỏ. Nhưng thằng con này, cho dù làm tệ tới cỡ nào, bị người ta chửi bao nhiêu cũng không bỏ cuộc. Người làm cha như tôi cũng ngưỡng mộ nó đó. Em cũng biết, chỉ cần Terry chịu tiếp tục gồng, cuối cùng anh cũng chấp nhận cho nó đóng phim. Không phải đâu, anh chỉ muốn nó để phần kiên trì này ở trong công ty. Chỉ cần nó làm gì cũng cần phải cố gắng, nhất định sẽ thành công. Chuyện này anh cũng kiên trì giống nó thôi. Được rồi, em sẽ chóng mắt lên xem vở kịch này của anh nha. Anh hai, cản đi.